Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Tài chính thuế phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Thưa quý vị, theo thống kê thì Việt Nam hiện có 40,95% dân số sử dụng Internet. Trong đó thì riêng tại hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã chiếm tới 28% tổng số người dùng Internet trên cả nước. So với giao dịch theo phương thức truyền thống thì giao dịch điện tử nhanh chóng và tiện dụng hơn rất nhiều. Trên thế giới thì mỗi ngày có đến hàng trăm triệu giao dịch được thực hiện thông qua các trang thương mại điện tử, trò chơi trực tuyến, quảng cáo trực tuyến, nội dung số. Qua đó đem lại cho các doanh nghiệp cá nhân kinh doanh qua mạng Internet nguồn doanh thu ổn định và ngày càng gia tăng. Trong khi đó thì dưới góc độ quản lý nhà nước thì việc quản lý các giao dịch điện tử, trong đó có vấn đề quản lý và thu thuế phát sinh từ các giao dịch này, vẫn là một vấn đề còn khá mới mẻ đối với các cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam. Pháp luật về giao dịch điện tử nói chung, các quy định pháp luật liên quan đến việc quản lý thu thuế phát sinh từ các giao dịch điện tử nói riêng đã được ban hành khá đầy đủ, đồng bộ, tuy nhiên vẫn còn khá nhiều bất cập. Vậy những bất cập đó là gì? Và ngành thuế cần làm gì để thu đủ, tránh thất thu thuế trong lĩnh vực này? Đây sẽ là nội dung chúng tôi đề cập trong chương trình Tài chính thuế tuần này với chủ đề Thu thuế thương mại điện tử khó ra đâu? Và trước tiên mời quý vị cùng theo dõi phần tổng hợp ngay sau đây. Theo quy định tại Luật Quản lý thuế năm 2006, sửa đổi bổ sung vào các năm 2012, 2014 và 2016, tổ chức cá nhân kinh doanh dịch vụ thương mại có nghĩa vụ nộp thuế từ các hoạt động thương mại mà không phân biệt giao dịch thương mại được thực hiện theo phương thức truyền thống hay thương mại điện tử. Như vậy, tổ chức cá nhân thực hiện các giao dịch thương mại điện tử qua Internet vẫn phải nộp các loại thuế liên quan theo quy định của pháp luật về thuế. Tùy thuộc vào đối tượng và phạm vi của các giao dịch điện tử được thực hiện mà các tổ chức cá nhân thực hiện sẽ phải nộp các loại thuế sau. Theo quy định tại Luật thuế giá trị gia tăng năm 2008, sửa đổi bổ sung vào các năm 2014, 2015 và 2016 và Thông tư số 219 năm 2013, ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính, các hàng hóa dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng tại Việt Nam, bao gồm cả hàng hóa dịch vụ mua của tổ chức cá nhân ở nước ngoài là đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng. Do đó, các hàng hóa dịch vụ sử dụng tại Việt Nam được mua bán thông qua các trang mạng điện tử đặt tại Việt Nam và tại các quốc gia khác thì người bán đều phải kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định. Theo quy định tại Luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008, sửa đổi bổ sung các năm 2013 và 2014, thì thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ. Theo đó thì các nguồn thu nhập của doanh nghiệp từ hoạt động mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ thông qua giao dịch điện tử tại Việt Nam và nước ngoài đều phải được kê khai và hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định. Các dịch vụ hàng hóa, dịch vụ do tổ chức cá nhân cung ứng thông qua các giao dịch điện tử cũng phải kê khai và nộp thuế như trường hợp được cung ứng thông qua các phương thức truyền thống. Theo quy định tại Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007, sửa đổi bổ sung các năm 2012 và 2014, thu nhập của các cá nhân phát sinh cả trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam đều là đối tượng chịu thuế thu nhập cá nhân. Như vậy, các khoản thu nhập cá nhân công dân Việt Nam phát sinh từ các giao dịch điện tử tại các trang mạng của Việt Nam cũng như các trang mạng quốc tế đều phải được kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, mà pháp luật hiện hành đã quy định khá đầy đủ về đối tượng, mức thuế suất và phương thức kê khai nộp thuế đối với các giao dịch thương mại điện tử tại Việt Nam, nhưng trên thực tế các cơ quan thuế mới chỉ quản lý được các doanh nghiệp kinh doanh thương mại điện tử có đăng ký, còn các doanh nghiệp không có đăng ký và đặc biệt là các cá nhân tham gia vào lĩnh vực này thì hiện vấn đề kê khai nộp thuế hầu như vẫn còn bỏ ngỏ. Ngoài ra, những năm gần đây ngày càng có nhiều tổ chức cá nhân có được nguồn thu từ các giao dịch điện tử phát sinh tại nước ngoài. Các nguồn thu này rất đa dạng và có giá trị lớn so với thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam. Nhìn chung, ngoại trừ một số tổ chức doanh nghiệp hoạt động kinh doanh thương mại điện tử chuyên nghiệp có quy mô lớn, chịu sự quản lý trực tiếp của các cơ quan thuế, hiện đang thực hiện kê khai nộp thuế theo quy định, hầu hết các tổ chức cá nhân còn lại có thu nhập từ hoạt động giao dịch điện tử còn chưa tự giác trong việc kê khai và nộp các loại thuế liên quan. Hàng năm, nhà nước đang mất đi một nguồn thu ngân sách đáng kể từ loại thuế này và khoản thất thu này sẽ ngày một lớn hơn khi các giao dịch thương mại điện tử ngày càng phát triển mạnh mẽ. Việc quản lý thu thuế từ hoạt động kinh doanh trên các trang web thương mại điện tử và mạng xã hội như là Facebook, Zalo đang ngày càng trở nên phổ biến và nở rộ. Nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực này có doanh thu hàng trăm triệu, thậm chí là hàng tỷ đồng mỗi năm, nhưng đóng góp vào ngân sách thuế vẫn rất khiêm tốn. Đặc biệt khi mà Việt Nam ngày càng tiếp cận hơn với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, thì bài toán này lại càng trở nên khó khăn hơn đối với ngành thuế.
là một doanh nghiệp kinh doanh chuyên nhập khẩu, phân phối và thi công các sản phẩm mặt hàng thiết bị dùng trong xây dựng. Mỗi sản phẩm phải chịu thuế nhập khẩu từ 0 đến 30%. Bên cạnh đó còn là thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo chia sẻ của doanh nghiệp, thì hiện nay một số lĩnh vực kinh doanh mới, trong đó có thương mại điện tử, đang thiếu sự cạnh tranh bình đẳng, đặc biệt trong lĩnh vực thuế. Có những cái lĩnh vực kinh doanh mà hiện tại các cơ quan nhà nước mình cũng chưa bao quát hết. Thực ra những cái này thì ở các nước trên thế giới cũng gặp cái tình trạng, một số nước cũng gặp tình trạng như Việt Nam, vì chưa có cái cơ sở pháp lý để mà thu thuế được họ và cách tính như thế nào. Thế thì theo tôi là cơ quan nhà nước cũng phải nghiên cứu các cái lĩnh vực kinh doanh mới, hoặc có thể tham khảo các cái nước mà người ta đã thu được thuế của các đơn vị này, hoặc yêu cầu họ phải có đặt tại cái chi nhánh là trụ sở tại Việt Nam thì mình mới có cơ sở thu thuế. Còn nếu như họ ở nước ngoài thì cái một là luật pháp, thứ hai là mình cũng không có khả năng điều chỉnh được các cái phạm vi những cái luật kinh doanh mới, thì Việt Nam là hiện tại vẫn còn đang thiếu và yếu rất nhiều. Bên cạnh đó, theo các chuyên gia, hiện nay hành lang pháp lý chưa chặt chẽ hay các văn bản pháp quy chưa hoàn chỉnh cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho việc thu thuế thương mại điện tử còn gặp nhiều khó khăn, nhất là trong thời đại công nghệ 4.0 phát triển ngày càng mở rộ như hiện nay. Và điển hình là câu chuyện của Uber Grab đang gây ra nhiều tranh cãi trong dư luận. Thì hiện nay, theo luật của Việt Nam thì họ phải nộp thuế cho Việt Nam, và Bộ Tài chính cũng đã có cái thông tư hướng dẫn từ trước rồi. Thông tư hiện nay đang có hiệu lực ở lĩnh vực này là cái thông tư 103/2014, chúng ta hay gọi tắt là thuế nhà thầu ấy. Thì cái này về nguyên tắc quản lý khai thuế là mình thực hiện thông qua cái tổ chức ở Việt Nam. Chỉ có điều trong thời gian vừa rồi thì nó có một cái vướng. Ví dụ như là cái vướng của chúng ta là về hành lang pháp lý, là trong trường hợp mà họ ký hợp đồng với một cái tổ chức ở Việt Nam thì tổ chức ở Việt Nam là nộp thuế thay, khấu trừ và nộp thuế thay. Nhưng trong trường hợp họ lại ký trực tiếp với cá nhân, thì đặc biệt là cá nhân như các lái xe của Uber và Grab, thì rõ ràng là mình với cái số lượng người lái xe đông đảo như thế, mình không thể quản lý họ theo kiểu họ đi khấu trừ thuế thay cho Uber Grab được. Bên cạnh đó, sự phát triển nhanh của công nghệ thông tin đã đặt ra những thách thức mới với cơ quan quản lý thuế. Bởi hiện tại, cơ cấu tổ chức của ngành thuế chưa có bộ phận chuyên trách với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử. Chính vì thế đã xảy ra tình trạng cán bộ có trình độ công nghệ thông tin lại chưa có kiến thức sâu về nghiệp vụ thuế, hoặc ngược lại, nên đã gây ra những khó khăn trong công tác quản lý thuế. Thực ra thì các cái quy định về thương mại điện tử thì nó có từ rất lâu rồi. Và tôi tin rằng cái bộ quy định hiện nay nó cũng không phải là quá thiếu để mà chúng ta quản lý. Nhưng vấn đề nó nằm ở chỗ để thực hiện được các quy định đó thì cái năng lực của cơ quan thuế ở dưới góc độ là kinh doanh thương mại điện tử là còn rất yếu. Hiện nay, đa phần người bán hàng trên mạng không công khai hoặc bán hàng qua địa chỉ Messenger riêng tư nên ngành thuế không thể kiểm soát nổi. Giao dịch bán hàng cũng thường bằng tiền mặt, ship hàng và giao nhận không qua ngân hàng cũng là một trong những khó khăn hiện nay để quản lý thuế trong lĩnh vực thương mại điện tử. Đặt ra vấn đề là thu thuế là đúng rồi, nhưng mà tôi nghĩ là rất là khó khả thi. Thứ nhất là về mặt thực tế hiện nay là chúng ta biết là việc kinh doanh hiện nay là trên Facebook là không phải kê khai. Ví dụ như là quy định của luật theo cái thông tư của Bộ Thông tin Truyền thông là ví dụ như và thương mại điện tử ấy, là chúng ta bán hàng ở trên mạng xã hội thì chúng ta phải kê khai, nhưng mà đối với Facebook là một cái mạng xã hội toàn cầu mà chịu sự điều chỉnh của luật pháp Hoa Kỳ. Đấy, vì vào Việt Nam họ cũng không tiến hành đăng ký và cũng không tiến hành kê khai. Thế vì vậy mà thực tế là chúng ta không, các cái cơ quan quản lý thuế không quản lý được được là bao nhiêu tài khoản trên Facebook bán hàng. Thì đấy là cái thực tế là khó quản lý. Cái thứ hai đó là cái việc là chúng ta hiện nay người dân vẫn dùng tiền mặt rất là nhiều. Thế vì vậy mà ví dụ như là hiện nay người ta bán hàng qua Facebook, người ta gọi đến, xong đó người ta ship hàng đến nhà, sau đó thì người ta trả một tiền mặt. Theo Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến tháng 9 năm 2017, trên địa bàn thành phố có 297 sàn giao dịch điện tử, 8.171 website bán hàng và 73 trang mạng xã hội được cấp phép hoạt động. Đối với mạng Facebook, tại thành phố có 13.469 thành viên quảng bá sản phẩm hoạt động thương mại điện tử. Tính đến thời điểm hiện tại, có khoảng 3.000 cá nhân tổ chức bán hàng qua mạng xã hội đã có phản hồi với cơ quan thuế với số lượng 13.000 thư mời phát đến nhóm đối tượng này vào tháng 6 năm 2017. Tuy nhiên, vẫn có không ít đơn vị chưa nộp đúng, nộp đủ số thuế cần phải nộp.
cơ quan thuế đã thực hiện thanh tra một số doanh nghiệp thương mại điện tử, thực hiện xác minh lại kê khai nộp thuế. Trước những khó khăn vướng mắc gặp phải trong quá trình quản lý thuế thương mại điện tử, vậy ngành thuế cần phải làm gì để thu đúng, thu đủ và không thất thu thuế đối với loại hình kinh doanh mới này? Mời quý vị cùng theo dõi tiếp phóng sự ngay sau đây. Theo các chuyên gia, tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam vẫn chưa có một chính sách thuế và quy trình quản lý thuế riêng cho hoạt động thương mại điện tử. Chính vì vậy, để tránh tình trạng thất thu thuế như hiện nay, trước tiên, ngành thuế cần rà soát toàn bộ các hình thức kinh doanh thương mại điện tử, từ đó gấp rút hoàn thiện hành lang pháp lý cho nhóm đối tượng này. Tuy nhiên hiện nay, về chính sách pháp luật, thì đúng hiện nay chúng ta mới có quy định cụ thể, nếu chi tiết ra mới có quy định gỗ bờ. Thế còn bây giờ vậy thì của holder thì phải là thực hiện như thế nào? Thì ngoài cái văn bản chung đó thì cần có những cái thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính và có các cái công văn sau đó là tiếp theo các cái hướng dẫn chỉ đạo của Tổng cục Thuế để làm thế nào thu không chỉ có những cái đơn vị này mà còn mở rộng ra các hoạt động thương mại điện tử khác. Bởi vì tại sao? Nếu như chúng ta không thực hiện thu thuế đảm bảo công bằng thì không thực hiện đảm bảo thu thuế được thì nó dẫn đến là mất bình đẳng về kinh doanh. Nhìn từ thực tế đặc thù kinh doanh thương mại điện tử thì việc buộc các tổ chức như Uber hay các tổ chức nước ngoài có hoạt động kinh doanh ở Việt Nam phải thực hiện kê khai thuế cho Việt Nam là không hề dễ dàng. Vì vậy, cơ chế quản lý đối với các doanh nghiệp thương mại điện tử ở nước ngoài thông qua hoạt động chuyển tiền qua ngân hàng cũng là một giải pháp cần lưu ý. Nó liên quan, nó không phải là một nơi, nó không phải là pháp nhân Việt Nam riêng mà nó phụ thuộc vào những cái yếu tố nước ngoài khác thì sẽ phải có những quy định rõ hơn. Giống như những cái trường hợp khác có thể cũng buôn bán với nước ngoài thì sẽ thu thuế một đầu, thậm chí là thu thuế nhà thầu có tính chất như là thuế khoán. Thì trường hợp này có thể có một cái giải pháp gì tương tự, nếu như mà không kiểm soát được toàn bộ, mà chắc chắn là không thể kiểm soát được toàn bộ rồi, thì sẽ phải thu từng đoạn một, nó phát sinh ở đâu, những cái yếu tố nào thì sẽ xử lý đến đấy. Đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử mà liên quan đến đối tác nước ngoài, mà những trường hợp mà tổ chức nước ngoài nhưng mà lại không ký hợp đồng với tổ chức Việt Nam mà ký hợp đồng với cá nhân Việt Nam để thực hiện cái hoạt động kinh doanh thương mại điện tử thì nên hoàn thiện, chỉnh sửa, bổ sung cái thông tư 103/2014 hướng dẫn về thuế đối với các tổ chức cá nhân nước ngoài kinh doanh ở Việt Nam và có thu nhập phát sinh ở Việt Nam trên cơ sở một cái hợp đồng ký với bên Việt Nam. Thì theo đó thì trong cái thông tư này nên bổ sung cái quy định là trường hợp mà tổ chức nước ngoài hoặc cá nhân nước ngoài mà có hoạt động kinh doanh ở Việt Nam mà ký với các cá nhân Việt Nam thì phải có trách nhiệm ủy quyền cho một tổ chức ở Việt Nam mà đăng ký và kê khai nộp thuế thay. Ngoài ra, việc hợp tác giữa ngành thuế với cơ quan có thẩm quyền liên quan như Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước cũng cần được chú trọng nhằm xác định các hành vi vi phạm pháp luật thuế và kịp thời có biện pháp xử lý nhằm nâng cao tính tuân thủ của người nộp thuế. Thì đương nhiên là phải ngành thuế, ngành công an, ngành công thương là vì là quản lý về mạng, quản lý về tài chính, quản lý về an ninh trật tự, những điều kiện kinh doanh hạn thì sẽ phải liên kết với nhau để từ cái việc cấp phép đã hình dung là phải quản lý thế nào rồi cho đến cái việc là khai thác sử dụng cái dữ liệu, những cái thông tin để có thể là làm cái cơ sở thu thuế. Đối với cơ quan quản lý không bao giờ được đi sau những cái tiến bộ khoa học kỹ thuật, đó là quan điểm của chúng tôi. Các cơ quan về thuế thuộc Bộ Tài chính thì luôn luôn có những viện nghiên cứu và viện nghiên cứu đó luôn luôn phải đi trước những cái phát triển của công nghệ một bước thì chúng ta mới quản lý được. Đây doanh nghiệp vào người ta làm công nghệ, còn cơ quan thuế lại quản lý phía sau thì chắc chắn là họ sẽ vào những cái hở đấy và họ sẽ có những cái hành vi gian lận. Tuy nhiên, để chống lại gian lận thuế trong thương mại điện tử, theo các chuyên gia, vấn đề quan trọng nhất là con người, tức là cần phải có đội ngũ cán bộ thuế vừa am hiểu chuyên môn thuế, kế toán, ngoại ngữ mà còn có kiến thức nhất định về công nghệ thông tin. Vì vậy, theo các chuyên gia, trong thời gian tới, ngành thuế cần nhanh chóng thành lập và đào tạo tổ chuyên trách quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử. Giải pháp thứ hai là nâng cao cái năng lực cho cán bộ thuế, cho cơ quan thuế để làm sao mà khi mà phát sinh doanh thu, anh có thể quản lý được các giao dịch đó đối với các công ty mà thương mại điện tử. Việc quản lý thuế trong lĩnh vực thương mại điện tử là một thách thức đối với ngành thuế hiện nay.
Vấn đề đặt ra là làm sao vừa thu được thuế nhưng vẫn khuyến khích được hình thức kinh doanh thương mại điện tử phát triển. Vì vậy, ngành thuế cần có những đổi mới, sửa đổi bổ sung quy định pháp luật để đón đầu những vấn đề thực tiễn có thể phát sinh trong quản lý thuế thương mại điện tử. Chương trình Tài chính thuế phát sóng trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV cũng xin được khép lại tại đây. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vtv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Còn bây giờ, xin kính chào và gặp lại trong các chương trình tiếp theo.